Tiếp theo em còn một cái bác một chiếc này của Oren này. À hôm nay em có về một chiếc Oren mặt màu đỏ đô. Chiếc này nó cũng là hàng trưng bày thanh lý chưa dùng các bạn. Makoba khá là hiếm hàng. Đây có thể quét này. Warranty thẻ bảo hành nội địa, chiếc này chưa vào thông tin gì. Đây là cái hướng dẫn sử dụng. Và bây giờ thì các bác có toàn là quét QR code để có thể vào được cái trang hướng dẫn sử dụng của Orange. Mọi thứ bây giờ nó cũng chuyển sang online khá là nhiều rồi các bạn. Đây là một chiếc Orange Makuba và đặc biệt nó là hàng chưa dùng. Dòng Makuba này nó cũng hiếm hàng. Và đây nó là cái màu mà lâu lắm mới về được một chiếc mặt màu đỏ đô các bác nhé. Size đường kính thì nó vẫn là size quen thuộc của dòng này, nó là size 41,5. Dày là 12,9 và lắc to lắc em đo được là 46,4. Nó hợp với các bác có cổ tay vừa và cổ tay trung bình và tay nhỏ, từ tầm 15,5 đến trở lên là các bác đeo chiếc này Marco thoải mái. Đó, đôi khi là tay 15 mà các bác thích kiểu dáng thể thao thì vẫn thoải mái đeo. Mặt màu đỏ đô và 12 bộ cọc số đính nổi. Bạc kim hai lịch, có cả lịch thứ bằng tiếng Nhật các bác nhé. Chống nước 200m và Japan kèm tên bộ máy F692. À, đối với cái dòng Diver Watch thì của Oren thì dạ quang của nó rất sáng để các bác dùng. Thoải mái bơi lội lặn ngụp và trong bóng tối thì nó phát quang ra khá là sáng. Mặt kính sapphire, vành bezel thì xoay được một chiều để tính được giờ lặn. Có đánh số từ số phút từ 10 đến 50 để các bác dễ dàng nhìn. Đó. Còn khi các bác không tính giờ lặn thì các bác cứ để cái vạch 60 ở trên góc 12 giờ này là đẹp nhất, cân đối nhất. Bên hông có núm chỉnh giờ góc 3 giờ thì không có logo, có logo hai chú sư tử của Oren và có cả G bảo vệ. Tránh những cái va quệt nó làm gãy núm. Chống nước là 200m này, chân thép không gỉ. Kính sapphire made in Japan, máy F692, em biểu tượng của dòng Marco. Với caliber F692 ở đây thì các bác sẽ có được là 22 chân kính, 21.600 tần số dao động và chiếc này của em nó là 40 giờ tích con tối đa, đầy đủ tất cả chức năng dừng kim giây khi rút núm chỉnh giờ và có hỗ trợ có tay. Và chiếc này còn núm vặn dạng screw down, dạng vặn nút cổ chai. Đó. Chống được 200m, đi lặn thoải mái với chiếc này rồi. Dây thép đúc đặc và khóa có logo. Kính sapphire rồi các bạn nhé, Marco 3. Em sẽ lên thử trên tay 17 chiếc này. Chiếc này thì có một chiếc thôi, săn được một chiếc duy nhất. Đấy. Chiếc này các bác thấy là cái mặt, cái viền của nó cũng khá là dày. Và cái mặt của nó ở bên trong thì nhỏ thôi. Do vậy là các bác cổ tay 15,5 trở lên là đeo đẹp chiếc này rồi. Không cần phải quá to. Như tem là 17 thì đeo cảm giác nó vẫn hơi nhỏ hơn tay một chút. Dòng Marco rất dễ đeo. Với chiếc Marco này thì bên em có một chiếc duy nhất, mã 6831 và giá là 6.250.000 các bạn nhé. 6831, 6.250.000. Hàng chưa dùng. Nguyên siêu.